chơi trò chơi với nhau đó. Không biết các bạn nhỏ còn nhớ những cái trò chơi mà mình chơi trên lớp với nhau không nè? À, cô Trúc nhớ rồi. Hay là hôm nay mình chơi trò chơi năm ngón tay xinh nha. Yeah, rồi mình cùng chơi nha. Tay đẹp đâu? Tay đẹp đi. Yeah, một ngón tay nhúc nhích là con mũi to be, hai ngón tay nhúc nhích là tay thỏ trên đầu, ba ngón tay nhúc nhích là con mèo meo meo, bốn ngón tay nhúc nhích là con cua lướt bờ ngang, năm ngón tay nhúc nhích là con bướm bay bay. Một ngón tay nhúc nhích là con mũi bơ lơ, hai ngón tay nhúc nhích là tay thỏ trên đầu, ba ngón tay nhúc nhích là con mèo meo meo, bốn ngón tay nhúc nhích là con cua bờ ngang, năm ngón tay nhúc nhích là con bướm bay bay. Vui quá cô Trúc ơi. Bây giờ mình chơi gì nữa hay ta? Con đi tắm nước quá. À, cô Trúc nghĩ ra rồi, hay là mình chơi chơi Pepsi con cá nha. Rồi, mình không chết nè. Giờ cô Trúc có Pepsi nè. Coca nè. À, Pepsi. Y, Coca. A, A. Pepsi. Y, Coca. A. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Chị lại nhanh nữa nha cô nhé. Rồi. Pepsi, y, Coca, a, a. Pepsi, y, Coca, a. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Chơi gì nữa đây ta? Hay là mình chơi trò chơi cá bạn bơi đi. À, chắc chắn là các bạn nhỏ thích lắm luôn á. Cá bạn bơi nha. Cá bạn bơi là con cá bạn bơi. Con ốc nhằm con là con ốc. Con tơ búng mình là con tơ búng mình, con cua bò ngang là con cua nó bò ngang, ai mà họ chưa đẹp là con cua nó kìa. Các bạn nhỏ nè, rồi mình chơi lại một lần nữa nha, nhanh lên nha, cua nó kẹp đó. Cá đâu rồi, cá đâu rồi cô nhí? Cá vàng bơi là con cá vàng bơi, nằm co là con ốc nằm co, con tơ búng mình là con tơ búng mình, con cua bò ngang là con cua nó bò ngang, ai mà ngồi chưa đẹp là con cua nó kìa. Trời, cô nhí kìa, cô Trúc quá trời luôn. Thôi chi mà cô Trúc chơi vui lắm các bạn ơi. Cô Trúc á, mong là các bạn nhỏ nhà cũng sẽ chơi những trò chơi mà cô Trúc và cô Nhi vừa chơi nha. À, và cô Trúc và cô Nhi cũng mong là sẽ gặp lại các bạn nhỏ đó để mình cùng chơi với nhau.